hello các bạn. ở bài này Kevin sẽ cùng với các bạn à, giới thiệu về một cái à, một cái tool hay là một cái phần mềm gọi là MySQL Workbench dành cho DynamoDB. giả sử như chúng ta hay có ở trên những cái công cụ và quản trị cơ sở dữ liệu chúng ta, ví trên Postgres chúng ta có pgAdmin hay là có MySQL Workbench để quản lý hay các, các các schema các cái dữ liệu ở trên uh, MySQL chẳng hạn hay MySQL thì ở trên DynamoDB thì chúng ta cũng có một cái công cụ gọi là NoSQL Workbench thì cái cái công cụ này là như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem ở trên cái cái Developer Guide định nghĩa về NoSQL Workbench như thế nào ha NoSQL Workbench là cho cái này dành cho Amazon DynamoDB là một cái công cụ là cross platform là sao thì có nghĩa là có thể cài ở trên cả Windows, cả Linux hay là cả cả macOS ví dụ máy mình là macOS thì mình cũng vẫn có thể sử dụng được cái cái cuộc band này ha và đây là uh, GUI là graphic user interface cũng là những cái, cái, cái giao diện để mình dễ dàng sử dụng hơn thay vì là có thể là mình chỉ trên web thôi mình cơ bản thôi thì cái này là sẽ có nhiều cái rich tool hơn những cái tool nó hết tiện đất hơn cho công việc của chúng ta ấy thì cái cuộc bên này là một cái unify visual IDE là một cái công cụ mà kiểu như IDE là integrated development edition là kiểu như là để hỗ trợ cho việc chúng ta phát triển và phát triển ví dụ như là data modeling này, những cái về uh, mô hình về cơ sở uh, mô hình về dữ liệu chúng ta, data visualization là về mặt hiển thị này hay là những query development feature những cái chức năng này phát triển những cái cái mà query truy vấn để mình có thể thiết kế được cái uh, DynamoDB mà thay bồ một cách nói chung là tốt nhất xịn nhất thì có ba cái nhóm chức năng chính của NoSQL của Ben đó là data modeling, uh, modeling đó, là để mô hình hóa cái dữ liệu thì với cái công cụ này mình sẽ build các data model này, design này, ví dụ như primary key là partition key, sort key như nào, add build như thế nào ấy thì là gọi là data modeling. Thứ hai là data visualization. Data visualization là sao? Là cung cấp những cái canvas những cái biểu biểu giống như là cái những cái những cái biểu đồ À, để những, dựa trên những câu query chúng ta để chúng ta có thể nhìn nó một cách trực quan hơn ấy, thì data visualization nó là như vậy. Còn operation building là provide những cái rich user graphic user interface là những giao diện mà đồ họa để develop những cái develop và test là những cái query của chúng ta ấy, là dựa trên những cái truy vấn chúng ta có thể test như thế nào ha. thì đây là cái công cụ mà uh, recommend là các bạn nên sử dụng qua và tận dụng nó trong việc thiết kế những cái data model hay là thậm chí là có cả visualization uh, cái cơ cái cái bảng DynamoDB của chúng ta ha thì trong bài tới thì mình sẽ cùng các bạn cài đặt rồi thử vọc qua cái noSQL của Ben như thế nào ha. cảm ơn các bạn